Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật nhà giáo. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ tư. Tận tâm công hiến cho sự nghiệp chồng người. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tham dự đợt 2 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật nhà giáo. Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị sửa khoản 1 điều 4 của dự thảo luật quy định giáo viên là nhà giáo giảng dạy giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Sửa khoản 7 quy định cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là nhà giáo được bổ nhiệm hoặc công nhận giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc của sở giáo dục, bổ sung nội dung từ chối tiếp nhận giáo dục học sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định, tránh xảy ra trường hợp này và có cơ sở để xử lý vi phạm đối với giáo viên khi từ chối tiếp nhận giáo dục học sinh cá biệt. Về nghĩa vụ nhà giáo, bổ sung nội dung về phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, phát huy phẩm chất và năng lực người học, giúp đỡ khích lệ người học vượt khó vươn lên hoàn thành chương trình của cấp học. Về đối tượng được đặc cách ưu tiên tuyển dụng nhà giáo, đại biểu đề nghị không đưa trường hợp như dự thảo luật vào được đặc cách mà chỉ quy định đây là đối tượng ưu tiên cộng điểm khi tham gia thi tuyển giáo viên. Tại khoản 3, tôi đề nghị bổ sung nội dung là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của nhà giáo vào trước điểm A khoản 3 điều 11 để đảm bảo nhà giáo được bảo vệ và giúp nhà giáo thực sự thấy an tâm với nghề nghiệp, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Và tôi đề nghị bổ sung thêm một nội dung là từ chối tiếp nhận giáo dục học sinh trừ trường hợp pháp luật có quy định để tránh xảy ra trường hợp này và có cơ sở để xử lý vi phạm đối với những giáo viên mà khi từ chối tiếp nhận giáo dục học sinh cá biệt. Cũng về dự án luật này, đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nội hàm một số nội dung quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, hoạt động nhà giáo, phát triển nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, quy định về tuyển dụng căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, tiền lương và phụ cấp, nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhà giáo ở khu vực ngoài công lập để đảm bảo tính công bằng đối với các nhà giáo trong xã hội, quy định rõ chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo với điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bổ sung quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn đầu vào đối với nguồn đào tạo giáo viên tại các cơ sở đào tạo. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ tư năm 2024 với chủ đề Các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đại hội và các đồng chí trong đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Cùng dự đại hội có lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và 200 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 59.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ tư năm 2024 là sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc, là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội,
bảo tồn các giá trị văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh Vĩnh Phúc có 11 xã thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh không còn khu vực đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn tỉnh có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm dân tộc Kinh và 40 dân tộc thiểu số. Số lượng đồng bào các dân tộc thiểu số có hơn 59.000 người, chiếm khoảng 4,8% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là các dân tộc Sán Dìu, Cao Lan, Giao, Tày, Mường và Nùng. Giai đoạn 2019-2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chương trình, đề án, chính sách dân tộc hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi. Công tác an sinh xã hội được tăng cường, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Sự phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các vùng khác trong tỉnh không còn nhiều cách biệt. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 đạt khoảng 61,2 triệu đồng một người, tăng hơn 1,2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Đồng bào các dân tộc thiểu số thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Là một địa phương có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, với hơn 59.000 người dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu tại 5 huyện ở sườn phía tây dãy Tam Đảo, chiếm 4,8%, tỷ lệ nhỏ trong tổng dân số toàn tỉnh. Nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc luôn được đón nhận sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền, được thụ hưởng đầy đủ mọi chế độ, chính sách của đảng, nhà nước, sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của toàn thể quân và dân tỉnh nhà. Từ những quan tâm, khích lệ, giúp đỡ kịp thời đó đã tạo động lực để đồng bào không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên cùng với các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, góp sức xây dựng bản làng, quê hương, tạo nên diện mạo mới cho vùng dân tộc thiểu số của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt toàn diện của tỉnh Vĩnh Phúc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, nhất là thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, du lịch dịch vụ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, quan tâm tu bổ bảo tồn các công trình di tích lịch sử văn hóa, sưu tầm bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa vật thể phi vật thể của các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số ở vùng dân tộc thiểu số miền núi. Tại đại hội, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc của Ủy ban Dân tộc, nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đã thông qua quyết tâm thư, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029. Phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc luôn đoàn kết, thi đua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt, hội nhập, phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự bên lề đại hội. Phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cảm xúc chung của nhiều đại biểu về dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ tư năm 2024. Được sự quan tâm tâm Đảng, Nhà nước thì đã về đưa đường chỉ lối. Trước hết là được khu dân cư đường xá thì dân tôi hiện nay đã được là tương đối là đi lại thuận tiện, cầu cống là ổn. Thế còn cái mức sống thu nhập thì đến bây giờ cũng là tạm đủ. Dân
rất là phấn khởi khi được về tham dự đại hội dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc cũng rất là quan tâm đến đời sống của nhân dân, nâng cao cả tinh thần về vật chất, và tôi rất mong là thời gian tới các Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm để chúng tôi sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương. Không chỉ đời sống kinh tế, thu nhập được nâng cao, đời sống tinh thần phong phú, các nét đẹp bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc được phát huy, góp phần bảo tồn, làm phong phú, đa dạng văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thì rất là cảm ơn Đảng Nhà nước thì cũng rất là quan tâm đến bản sắc dân tộc của ngày xưa các ông bà truyền lại đấy. Hiện nay đang hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang có một cái mở cái lớp để dạy các em nhỏ để hát song cô để truyền thống về sau này ạ. Vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2024, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình nạn nhân và bày tỏ mong muốn gia đình các nạn nhân vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn cũng đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2024, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có quyết định hỗ trợ kinh phí và tặng quà cho 29 gia đình có nạn nhân tử vong hoặc bị thương nặng do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh với tổng số tiền 58 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024, sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm và chúc mừng các thầy cô giáo một số trường học trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Vĩnh Tường, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến thăm chúc mừng một số trường học trên địa bàn huyện. Cùng đi còn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Quang Tiến đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Lê Xoay, trường Trung học cơ sở Vĩnh Tường, trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Tường và trường Mầm non Liên Cơ. Đây đều là các trường có bề dày thành tích, là lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Tường và của tỉnh. Gửi lời chúc mừng và tri ân đến các thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Quang Tiến biểu dương truyền thống dạy tốt, học tốt của các nhà trường. Đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp chồng người, thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện tốt nhất cho thầy cô và các em học sinh. Đặc biệt, trong năm học 2024-2025, tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Đây là chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đời sống nhân dân. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy hết tâm huyết, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo để khơi dậy trong các em học sinh ngọn lửa sáng tạo, khát khao vươn lên, phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, vững vàng, vững bước hội nhập phát triển. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ lãnh đạo quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục Vĩnh Phúc quán triệt 3 vấn đề lớn với ngành giáo dục theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để tham mưu cho tỉnh các chương trình, đề án phát triển giáo dục đào tạo. Tập trung hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 về lĩnh vực giáo dục, quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số giáo dục. Tại huyện Sông Lô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đến thăm chúc mừng Hội đồng Sư phạm Trường Mầm non Đồng Quế, Trường Trung học Cơ sở Nhân Đạo và Trường Trung học Phổ thông Bình Sơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương thành tích của các nhà trường đạt được trong năm học qua và đề nghị các nhà trường tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục toàn diện cho trẻ cả về thể lực, tinh thần, tâm hồn ở bậc mầm non. Phát huy tinh thần vượt khó,
tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm tới công tác phân luồng học sinh bậc trung học cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, ngoại ngữ cho học sinh, tập trung ôn luyện và tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp để các em xác định mục tiêu trong học tập, xây dựng tương lai và khát vọng cống hiến cho quê hương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu mong muốn đội ngũ nhà giáo các nhà trường bằng tình yêu thương học trò luôn tận tâm giữ lửa nhiệt huyết với nghề, là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, khơi dậy khát vọng, niềm say mê, ý thức trách nhiệm của các thế hệ học sinh, góp phần nâng tầm giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc. Sáng nay, Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng Tăng Thiết Giáp. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo nhà trường đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Trải qua gần 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp luôn coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường trong tình hình mới. Hiện nay, 100% giảng viên của nhà trường có trình độ đại học, có 9 cán bộ giảng viên trình độ tiến sĩ. Năm học 2023-2024, có 15 đồng chí được cấp trên công nhận giảng viên giỏi cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường luôn nêu cao ý thức tự lực, phát huy trí tuệ, tài năng và tâm huyết trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt sự nghiệp đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu, chỉ huy kỹ thuật Tăng Thiết Giáp của binh chủng và toàn quân, đào tạo lực lượng Tăng Thiết Giáp cho quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia. Ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thầy cô giáo Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy binh chủng Tăng Thiết Giáp tin tưởng với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới, nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh, mong muốn các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong năm học 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của đất nước, người thầy luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vinh quang càng lớn, trọng trách càng cao. Cùng với đội ngũ giáo viên trên cả nước, hàng nghìn giáo viên Vĩnh Phúc vẫn đang tận tâm cống hiến cho sự nghiệp chồng người cao cả. Hôm nay kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi những tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thậm chí là những trở ngại của bản thân để làm tốt sứ mệnh kiến tạo các giá trị cao đẹp cho con người. Vốn sinh ra bình thường như bao người khác, nhưng trong một cơn sốt cao khi lên 3 tuổi đã khiến cho một chân của thầy Nguyễn Văn Sang teo lại, đi lại vô cùng khó khăn. Bất hạnh không dừng lại ở đó, căn bệnh thận phát hiện vào năm 16 tuổi, tiếp tục đeo bám khiến thầy Sang thường xuyên phải đi viện. Số phận không may lấy đi sức mạnh của đôi chân, nhưng đã bù lại cho thầy ý chí và nghị lực sống mạnh mẽ. Đó là hành trình vượt qua mặc cảm, theo đuổi ước mơ trở thành một nhà giáo. Với thầy, được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho học sinh, được thừa nhận và khẳng định năng lực bản thân đã là một điều hạnh phúc. Trong cuộc sống của tôi thì có rất nhiều khó khăn. Từ hồi bé tôi đã bị sức khỏe nó không được như các bạn khác. Sau khi tôi đã chọn cái ngành sư phạm, tôi đã cố gắng hết sức để cống hiến cho ngành sư phạm. Rất là một cái chia sẻ của tôi trong cuộc sống, rất muốn là các em học sinh học tốt cái môn tiếng Anh mà tôi giảng dạy. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các em môn tiếng Anh để các em ngày càng tiến bộ và cập nhật với lại cái xu hướng của thế giới. Khi ngành giáo dục bước vào công cuộc đổi mới, nhiều giáo viên trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới chính mình, hưởng ứng phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Cô giáo Hà Thị Liên đã sáng tạo, tìm tòi những phương pháp dạy học, chủ động đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Từ đây, sáng kiến xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực qua dạy học truyện ngắn chương trình trung học phổ thông ra đời, được Hội đồng Sáng kiến tỉnh đánh giá cao và đề nghị nhân rộng trong toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh. Với cái sáng kiến của tôi khi được lựa chọn để áp dụng nhân rộng trong năm học 2023-2024, thì tôi mong muốn rằng sáng kiến này sẽ được áp dụng nhân rộng ở các đơn vị và đồng thời nó sẽ giúp cho người giáo viên có được cái công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách thiết thực để có thể sát sao được kết quả của học tập của học sinh và có thể đánh giá được cái quá trình tiến bộ của học sinh so với chính em học sinh đó. Vĩnh Phúc hiện có hàng nghìn giáo viên đang trực tiếp dạy dỗ hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên, gánh trên vai sứ mệnh lớn lao là đào tạo nên những chủ nhân tương lai cho đất nước. Khó khăn, thách thức cùng những áp lực từ phụ huynh, từ xã hội ngày một lớn, các thầy cô vẫn đang bền bỉ, nỗ lực và niềm vui của họ đơn giản là khi trao truyền được tri thức, dạy dỗ, chăm sóc tốt cho thế hệ trẻ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được học sinh tin yêu và tình cảm của các em dành cho tôi là món quà vô cùng quý giá, tiếp thêm động lực cho tôi, giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn nữa để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Bằng tất cả tình yêu thương con trẻ và luôn luôn là có sự trau dồi kiến thức để làm sao đáp ứng được các nhu cầu của nghề, để mong muốn là tất cả các bậc phụ huynh hoặc từ phía xã hội đều luôn ủng hộ chúng tôi. Ngày mai những tiết học mới lại bắt đầu, những người thầy, người cô vẫn sẽ tiếp tục là những người lái đò, đưa lớp lớp các thế hệ học trò vượt sóng ra khơi bằng tất cả tình yêu, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của người thầy. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, chúng tôi xin gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục. Chúc các thầy, các cô luôn tâm huyết, nỗ lực cho nghề giáo, nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị vinh dự được đăng cai Liên hoan ca mối nhạc toàn quốc năm 2024 đợt 1 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã và đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp. Liên hoan ca mối nhạc toàn quốc năm 2024 đợt 1 sẽ có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 13 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước. Mỗi đơn vị xây dựng một chương trình nghệ thuật tham gia liên hoan với chủ đề ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, thể hiện bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng miền. Là đơn vị đăng cai tổ chức, Vĩnh Phúc đã và đang chuẩn bị chu đáo chương trình nghệ thuật dự thi của đoàn chủ nhà do Nhà hát Nghệ thuật tỉnh đảm nhiệm. Với chủ đề Vĩnh Phúc quê hương tôi, chương trình nghệ thuật đặc sắc do các diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật tỉnh dàn dựng, biểu diễn tại Liên hoan ca mối nhạc toàn quốc năm 2024 đợt 1 đã và đang được Nhà hát Nghệ thuật tỉnh đầu tư kỹ lưỡng, dàn dựng công phu. Chương trình nghệ thuật là bản hùng ca bất diệt về đất và người Vĩnh Phúc. Liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc là một trong những cái đợt liên hoan dành cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp của các đơn vị trên cả nước. Đặc biệt năm nay Vĩnh Phúc là một đơn vị được đăng cai, là một đơn vị chủ nhà. Trong suốt thời gian qua thì anh chị em nghệ sĩ diễn viên của nhà hát cũng đã nỗ lực hết mình luyện tập để làm sao đó gửi tới quý vị khán giả, các nghệ sĩ diễn viên của các đoàn về tham gia liên hoan một chương trình nghệ thuật mang tính vùng miền đối với Vĩnh Phúc, đặc sắc đậm đà bản sắc của Vĩnh Phúc. Cái thông điệp mà anh chị em nghệ sĩ của nhà hát muốn gửi tới đó là sự mến khách, sự phát triển của quê hương Vĩnh Phúc. Cùng với niềm vinh dự là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi diễn viên, nghệ sĩ phải dành trọn tâm huyết để sáng tạo, xây dựng chương trình nghệ thuật phù hợp, quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người Vĩnh Phúc đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Liên hoan ca mối nhạc toàn quốc năm 2024 đợt 1 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ thông tin chi tiết diễn biến của liên hoan trong các chương trình thời sự. Mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.